thành phố Hồ Chí Minh cho mở lại nhà hàng, rạp phim, tiếp tục đóng cửa quán bar, trung tâm tiệc cưới, nhà hàng, phòng trà, rạp chiếu phim, điểm vui chơi ở thành phố Hồ Chí Minh được hoạt động từ ngày 1 tháng 3, còn vũ trường, bar, karaoke, phòng gym tiếp tục đóng cửa để phòng dịch. Quyết định cho hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu trong bối cảnh đã 14 ngày thành phố không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Việc mở cửa một số dịch vụ nhằm thực hiện mục tiêu kép chống dịch hiệu quả và phát triển kinh tế. Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn gửi các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức về việc tiếp tục công tác phòng chống COVID-19. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 3, thành phố Hồ Chí Minh cho phép mở cửa lại các hoạt động du lịch, giao thông vận tải, đơn vị kinh doanh ăn uống, chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, bảo tàng, di tích lịch sử, thư viện, phòng đọc sách, nơi tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao. Các hoạt động phải đảm bảo khoảng cách giữa hai người tối thiểu 1 mét, dịch vụ ăn uống không phục vụ quá 30 người cùng lúc. Các hoạt động nghi lễ, tôn giáo, tín ngưỡng được phép tổ chức nhưng không tập trung quá 50 người cùng thời điểm và đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19, khoảng cách giữa hai người phải đảm bảo từ 1 mét trở lên. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có công văn khẩn gửi các sở, ngành về việc đồng ý cho học sinh, sinh viên trên địa bàn đến trường trở lại vào ngày 1 tháng 3. Trước đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, sông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử ở thành phố Hồ Chí Minh phải tạm ngừng hoạt động từ 12 giờ ngày 9 tháng 2. Biện pháp trên đưa ra sau khi thành phố phát hiện 5 ca mắc liên quan đến đội bốc xếp, điều phối hàng hóa sân bay Tân Sơn Nhất. Thời gian qua, các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh thể thao ngừng mở cửa. Các nghi lễ tôn giáo và hoạt động 20 người trở lên ở cơ sở thờ tự cũng tạm ngừng. Sau đợt bùng phát dịch tại Hải Dương từ ngày 27 tháng 1 đến 14 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 36 ca mắc COVID-19. Trong đó, 35 trường hợp là nhân viên bốc xếp, giám sát hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất và người tiếp xúc gần. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh nhận định chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất đã cơ bản được kiểm soát, địa phương không phát hiện ca mới mắc COVID-19 nhiều ngày qua. Thành phố tiếp tục tiến hành hoạt động tầm soát rộng ở cộng đồng để đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, thành phố đã kiểm soát được cơ bản tình hình dịch COVID-19, 14 ngày không phát sinh ca bệnh. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn do thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung giao thương và làm việc của nhiều người dân từ các tỉnh trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.